Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một số mẫu đồ gỗ bên mình nha. Bên mình có bán một số mẫu đồ gỗ cái này được khắc bằng máy CNC nha, nên rất là đẹp luôn các bạn. Đây là chữ nổi nha các bạn, đây là vòng tay. May vòng tay nam nữ đeo cũng được luôn nha. Đây là gỗ này, là gỗ cẩm nha các bạn. Cái vòng này là 600 ngàn nha các bạn. Đây có chữ tài lộc nha, tấn tài lộc phát. Đây rất là đẹp, cái này chữ nổi nha. Đây là gỗ cẩm nha các bạn. Cái vòng này là 600 ngàn. Bên mình có nhận bọc vàng cái chuỗi này luôn nha. Đây là chuỗi gỗ nha các bạn. Này nam nữ gì đeo cũng được nha, nữ đeo thì có thể thâu lại một mắt hai mắt nha, tùy tay to hay tay nhỏ nha các bạn. Đây cũng là gỗ cẩm nha các bạn, gỗ cẩm khắc rồng này, từng mắt là rồng nối liền nhau nha. Cái này đeo lên cũng rất là ngầu, cái này nữ đeo cũng vừa luôn nha các bạn, này nữ đeo. Đây ai yêu thích gỗ thì mua những cái này nha, thay vì mình đeo đá phong thủy thì mình đeo gỗ nha, đeo gỗ cũng rất là tốt. Bên này có hoa văn này các bạn, hoa văn hình rồng, hình đuôi rồng nữa các bạn. Chuỗi này là 1 triệu nha các bạn. Đây có chuỗi kim tiền nha các bạn, chuỗi này cũng 600, cái này là gỗ cẩm nha các bạn. Bên trong của nó nữa các bạn, cái này là khắc từ máy CNC nên rất là chuẩn nha các bạn, mắt nào cũng đều với nhau luôn nha. Phúc lộc thọ tài như ý cắt tường nha các bạn. Đây anh phát đạt này, nam nữ gì đeo cũng được luôn nha. Cái này cũng gỗ cẩm luôn các bạn, còn cái này gỗ hương này, này cũng 600. Đây là vòng tay em bé nha, cái này em bé đeo nha. Cái gỗ này gỗ cẩm nha, đeo nên cũng rất là tốt các bạn, đeo rất là bền. Một chiếc vòng tay này cũng tài lộc phát nhé, vòng tay này cũng gỗ cẩm luôn, 600 nha các bạn. Đây là hình khắc rồng với lại kim tiền nha, cái này nam nữ dê cũng được luôn nha. Một cái mẫu này cũng rất đẹp nha các bạn. Đây mình có một số mặt ông địa và con âm nha. Mặt này bên mình có nhận bọc bọc vàng luôn nha các bạn. Hay là gỗ cẩm nha. Cái này có giá là 280 nha các bạn. Đây cũng 280 luôn. Gỗ cẩm nha các bạn, rất là đẹp, cái này bọc vàng luôn nha, cái này có thể bọc vàng luôn nha, hoặc là mình đeo dây chuyền móc qua đây, bên mình có nhận làm luôn nha. Đây là gỗ sừng trâu nha các bạn, đây ông địa nữa bạn, gỗ sừng trâu. Đây cái mặt dây chuyền này các bạn, đây có cái vòng gỗ sừng trâu này, vòng này dành cho nữ đeo nha, nam đeo thì hơi nhỏ nha các bạn. Đây có một số nhẫn tiền hưu nữa các bạn, nhẫn này 400, đây là gỗ sừng trâu nha. Đây lọc, để ngay dành cho ai tay ai bự nữa các bạn. Đây là gỗ sừng trâu nha, chiếc này có 300 ngàn thôi. Đây có chiếc này nữ đeo
cũng đẹp nha. Bên mình có nhận khách hàng từ xa luôn nha. Nếu ai thích mẫu nào thì inbox cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm nha.